thông báo cho nhau được biết về sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Những sấm lệnh này đã đến qua những phép lạ hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện và ôm ảnh tượng thánh giá này, cũng như trong những lúc tôi cầu nguyện và thiền định trong giấc ngủ, và đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đến và dạy dỗ tôi và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp, và đồng thời mời gọi cũng như nhắc nhở cũng như cảnh báo đồng bào nhân loại hãy mau mắn đồng hành với tôi thông báo những sấm lệnh này, những phép lạ này đến tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Một lần nữa, đây là ảnh tượng thánh giá mà tôi đã ôm cầu nguyện cùng đồng bào ở tại On Cao Tiên. Và hình ảnh đầu tiên phép lạ hiện ra là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đã hiện ra trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại On Cao Tì. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu. Đồng bào cần xem xét chi tiết để học hỏi, bởi vì những phép lạ này có quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đi chung. Đồng bào ở khắp mọi nơi cần được biết về những sấm lệnh này, cũng như cần có hình ảnh này để trong nhà mình, và đương nhiên để những nơi trang nghiêm, nhà thờ, chùa chiền, cũng như những nơi tu hành cần có hình ảnh của Cha Trời Giê-xu để bảo vệ và hướng dẫn mình. Kính thưa đồng bào quý mến, đồng bào thấy đó là khuôn mặt của Cha Trời Giê-xu. Đương nhiên hình này chúng tôi làm đậm hơn để cho bá tánh, những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đã hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On Cao Tì. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Và đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để cho những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Tại sao Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây?
để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế sắp xảy ra và sẽ đúng thời hạn, không chậm trễ. Bởi vì thời dũng biểu của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là như thế, ai có quyền ngăn cản Ngài ngoại trừ chính Ngài là đứng quyết định? Và Cha Trời Giê-xu đã hiện ra cho tôi biết là thời dũng biểu của Cha Trời Giê-xu sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Và chính Cha Trời Giê-xu là hiện thân của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đó là những gì Ngài phán bảo và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp, và đồng thời mời gọi đồng bào nhân loại cùng nhau làm như thế, thông báo cho nhau được biết gấp. Kính thưa đồng bào quý mến, những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch lại và thông báo cho cộng đồng thế giới được biết gấp. Bởi vì chúng ta có trên 7 tỷ người trên quả địa cầu cần được biết gấp. Và ngày hôm nay, đặc biệt có phần sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung và nói riêng, là ban cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, quý vị mau mắn vào trang website faithgodjesuschrist.com để copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh hồn tử sĩ, chiến sĩ trận vong. Rồi phân phát cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi tại Việt Nam. Bởi vì hai hình ảnh này sẽ nhắc nhở cho nhân loại là hãy mau ăn năn sám hối gấp, lập công chuộc tội bằng cách là đồng hành với chúng tôi thông báo sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu cùng những hình ảnh này, cũng như gửi đến cho tất cả đồng bào nhân loại trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Bởi vì hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và để nhắc nhở chúng ta
và để cảnh báo chúng ta là hãy mau mắn ăn năn sám hối khi mà chúng ta còn có cơ hội. Bởi vì tận thế sắp xảy ra. Tận thế của thế giới nhân loại sắp tận thế. Tận thế của thế giới nhân loại để được cha trời sàng lọc thế giới nhân loại, cũng như cứu rỗi nhân loại và đem nhân loại sống chung với thế giới thiên loại. Lên lớp đem về sống chung với thế giới thiên loại. Thêm một hình ảnh nữa, đặc biệt người Việt Nam chúng ta cần được biết, đó là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng. Ông tổ bà tổ chúng ta, thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng kết tụ lại và đã ban cho ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra trên mây. Lời cảnh báo và nhắc nhở, đồng thời kêu gọi khẩn cấp cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, hãy mau mắn copy hình ảnh cha trời Giê-xu và hình ảnh hồn tử sĩ, cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, ông rồng bà phụng. Và nhất là hình ảnh cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Bởi vì sẽ có những đại nạn do con người gây ra, cũng như do sự chuyển mình của càn khôn. Bởi vì cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại để chặn đứng âm mưu chiến tranh nguyên tử mà một thiểu số kẻ giàu có quyền thế đang sắp đặt và muốn xảy ra. Thế nhưng cha trời thượng đế toàn năng không chấp nhận sự việc đó, bởi vì Ngài không muốn hầu hết con cái của Ngài trên 7 tỷ người sẽ bị thiệt mạng vì chiến tranh nguyên tử gây ra bởi thiểu số của một bọn giàu có quyền thế ích kỷ kiêu ngạo. Đó là lý do tại sao cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại, cũng như nắn quả banh như thế này. Lúc đó sẽ có nhiều quốc gia, nhiều nơi trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Bởi vì khi động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây
sẽ có nhiều quốc gia sẽ được di dời đi nơi khác xung quanh quả địa cầu. Những nạn đói khắp nơi sẽ xảy ra. Kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng, lụng bại. Các tài đầu cơ tích trữ sẽ sụp đổ và sẽ đối diện với những cuộc sống vô cùng khó khăn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Bởi vì người dân bản xứ ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu sẽ nổi dậy và đòi quyền công bình, công bằng, công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Vì thế, những kẻ đầu cơ tích trữ, giàu có, ích kỷ, kiêu ngạo, cũng như những kẻ quyền thế, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài, sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu nổi dậy và xử tội những kẻ đó. Một lần nữa, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắn quả địa cầu lại. Trước khi Cha Trời Giê-xu tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu một lần nữa, Ngài sẽ đặt thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu để tiếp tục làm việc cứu rỗi nhân loại, để đem nhân loại về sống chung với thế giới thiên loại. Vì thế, nhân loại mau mắn ăn năn sám hối gấp, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu, và đồng thời phụ giúp tôi copy hình ảnh Cha Trời Giê-xu phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Và hiện tại chúng ta có trên 7 tỷ người, chúng ta cần phải làm việc ráo riết thì may ra mới có thể đến tay tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có hình ảnh của Cha Trời Giê-xu. Nhân loại chúng ta có đầy đủ phương tiện để làm việc này. Thế nhưng hầu hết những kẻ giàu có, hung dữ, ác độc, những kẻ quyền thế, những kẻ kiêu ngạo, những kẻ đầu cơ tích trữ, họ không muốn làm bổn phận của họ đối với công việc vô cùng quan trọng này. Vì thế đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội duy nhất và là cơ hội sau cùng để cho những kẻ đó lập công chuộc tội. Đó là những kẻ quyền thế, độc tài, hung dữ, ác độc, hoặc là quyền thế, tham nhũng, hoặc là giàu có, ích kỷ, kiêu ngạo, hoặc là những kẻ khinh khi Cha Trời Giê-xu. Những cái đó hãy mau mắn, những kẻ tôi vừa nêu ra nhắc nhở là hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà các người còn có cơ hội. Riêng phần chúng ta, những người sống bình dân, bình thường, làm việc cần cù đổ mồ hôi xót con mắt như những con trâu già Việt Nam, thì chúng ta hãy vui mừng lên, là bởi vì Cha Trời Giê-xu sẽ trở lại qua địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Ngài sẽ làm việc cứu rỗi chúng ta.
trong lúc chờ đợi Ngài trở lại đúng thời hạn và sắp xảy ra, thì chúng ta có bổn phận copy những hình ảnh này rồi phân phát cho đồng bào bá tánh ở khắp mọi nơi được biết và được có hình ảnh này của Cha Trời Giê-xu. Bởi vì hình ảnh này có phép lạ của Cha Trời Giê-xu ở cùng hình ảnh này để bảo vệ cho chúng ta và bảo vệ cho gia đình chúng ta. Và nhất là để cứu rỗi và bảo vệ linh hồn của chúng ta. Và chính Ngài là đứng ban cho chúng ta sự sống đời đời tuyệt vời, đầy ý nghĩa ở thế giới thiên loại. Kính thưa đồng bào quý mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mau mắn chấp hành. Cùng lúc làm việc cùng đồng bào chúng ta ở trong nước để thu xếp đón rước tôi về Việt Nam gấp, bởi vì thời dụng biểu của chúng tôi làm việc ở hải ngoại đã xong rồi. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng như vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, hai nhóm này cần phải làm việc với nhau để cùng nhau làm việc với Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn thu xếp cùng đồng bào Việt Nam ở trong nước để đón rước tôi về Việt Nam làm việc gấp, bởi vì chúng ta còn có một trọng trách vô cùng quan trọng nữa là người Việt Nam chúng ta đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chọn lựa để phân phát hồng ân kho tàng vĩ đại của Cha Trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Vì thế chúng ta không được phép chậm trễ. Có những đồng bào chúng ta thắc mắc, có phải đây là chuyện đùa, một vở kịch, hay là đây là sự thật? Câu trả lời, đây là sự thật. Đó là lý do tại sao khi tôi ôm ảnh tượng thánh giá Chúa Giê-xu, hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On Cao Tì giữa ban ngày, và Cha Trời Giê-xu đã hiện ra trên mây. Và liên tục tiếp theo sau đó, Ngài cho nhiều phép lạ nữa hiện ra để dạy dỗ và cảnh báo cho nhân loại. Thế thì những ấn chứng này là gì? Đây là những hình ảnh hiện thực đã hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Cùng lúc Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã bắt đầu tỏ quyền năng của Ngài để dạy dỗ cho tôi từ khi tôi lên 3 tuổi ở tại miền Nam Việt Nam, giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam. Rồi quyền năng của Ngài biến mất trước mặt tôi, cũng như sau đó cho đến bây giờ tôi liên tục nhận những sấm lệnh quan trọng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại và bảo tôi thông báo cho nhân loại được biết gấp, và đồng thời kêu gọi nhân loại
Hãy làm như thế cũng giống như tôi làm sau khi nhận được những sấm lệnh quan trọng này. Có tầng, có giới, có khoa, có nhân loại, có súc sinh, có ác quỷ, thế thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại trước chúng ta, trước chúng sinh, trước quỷ sa tăng, trước súc sinh, thì đã có thế giới thiên loại rồi. Bởi vì thế giới thiên loại là đứng ban cho càn khôn và chúng sinh có sự sống. Vì thế chúng ta không thể giả mù say mưa, khinh thường thế giới thiên loại. Kính thưa đồng bào quý mến, đặt thí dụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam chúng ta không có chấp nhận Cộng sản bao giờ. Cộng sản là một tư tưởng vô cùng xảo trá, kiêu ngạo, độc tài. Cộng sản cũng giống như bọn tham lam lo đong đầy những túi tham không đáy. Cộng sản giống như những kẻ khinh bỉ quyền năng thế giới thiên loại. Cộng sản là đệ tử của quỷ sa tăng. Cộng sản là những túi tham không đáy. Cộng sản là những kẻ bon chen chụp giật bốc hốt, quờ quạng sọc dưa xỏ lá, tham lam ích kỷ kiêu ngạo và độc tài, cũng như khinh khi đứng tạo hóa, cũng như khinh khi linh hồn của mình. Kính thưa đồng bào thương mến, đặt trường hợp những ai khinh thường sấm lệnh này thì sao? Chắc chắn những kẻ đó lần lượt sẽ mất những hồng ân vĩ đại của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, thay vì họ được lãnh nhận hồng ân vĩ đại của Thượng Đế. Thế nhưng vì họ khinh khi sấm lệnh này thì lần lượt từ từ họ sẽ mất tất cả, và thậm chí sau khi chết, linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với nhau với những người thờ ơ vô trách nhiệm, kiêu ngạo hống hách cộng sản, tham sân si, hung dữ ác độc, độc tài. Sống với nhau với những kẻ đó hàng ngàn năm, sau khi chết, linh hồn bị giam chung với kẻ đó, những kẻ đó thì vô cùng đau khổ và chán chường, kinh hoàng khốc liệt, buồn thảm, ê chề, ghê rợn. Còn những kẻ toan tính âm mưu để ngăn chặn việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi làm, thì những cái đó lần lượt sẽ gặp những đại nạn kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Chẳng những chính họ mà ngay cả gia đình của họ cũng lần lượt sẽ bị gặp những tai nạn kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Chưa hết, sau khi chết, linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng một khoảng thời gian
rất lâu. Và linh hồn của những kẻ đó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khốc liệt, đau khổ. Và rồi sau khi linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm thì mặt mày sẽ biến dạng giống như mặt quỷ Satan, xấu xí, ghê tởm như thế này. Sẵn đây tôi cảnh báo luôn cho những kẻ đã và đang âm mưu ám hại tôi bấy lâu nay, cũng như âm mưu vu khống mạ lị gài bẫy ám hại tôi bấy lâu nay. Các người hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà các người còn có cơ hội. Bởi vì quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẵn sàng xử phạt các người đích đáng và rất nặng nề, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và có thể xảy ra cho cả gia đình của các người, bởi vì thần chết ở cõi siêu nhiên của thế giới thiên loại làm việc thì không ai ngăn cản được. Tinh vi vô cùng. Sứ thần của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có quyền năng để bắt linh hồn các người và sẽ nhốt linh hồn các người để chờ ngày xét xử. Sứ thần của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ở thế giới siêu nhiên sẵn sàng bắt linh hồn những kẻ hung dữ ác độc, khinh bỉ khinh khi việc làm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng kêu gọi và ban cho. Vì thế các người mau mắn ăn năn sám hối, dứt khoát từ nay trở về sau không được phép vu khống mạ lị tôi, cũng như ngăn cản việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu 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 anh linh hương hồn tử sĩ đã đồng hành với tôi làm việc bấy lâu nay theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Mà đứng đại diện cao cả nhất của Ngài là Cha Trời Giê-xu. Copy hình ảnh này phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Hội đồng Giám mục Việt Nam copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu. Kêu gọi giáo dân copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh hồn tử sĩ hai miền Nam Bắc Việt Nam và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, phân phát cho đồng bào ở khắp mọi nơi trong nước, rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện
thì thế giới sẽ kính nể dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như thương mến dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như thế giới sẽ không dám cướp đất, cướp biển của Việt Nam chúng ta, mà ngược lại họ sẽ trả lại đất và biển cũng như những gì mà họ đã cướp mất, cướp lấy của chúng ta. Họ sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm được, bởi vì chính những phép lạ này sẽ làm cho họ khiếp sợ và đồng thời sẽ giúp họ cảnh tỉnh để họ mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và bọn Tàu Cộng sẽ rút về nước, và đương nhiên chúng sẽ trả đất và trả biển Việt Nam lại cho chúng ta. Đồng thời, cả thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta, bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta để làm gương cho nhân loại trước. Đó là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta chụp được những hình ảnh này. Và Thượng Đế Toàn Năng đã chọn lựa, mời gọi người Việt Nam chúng ta trước. Thượng Đế Toàn Năng đã mời gọi dân tộc Việt Nam chúng ta làm việc vĩ đại này trước để làm gương cho nhân loại. Nhờ đó mà nhân loại sẽ được biết hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, sẵn sàng ban bố cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được nhận lãnh hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Qua sự cứu rỗi, hy sinh của Cha Trời Giê-xu, nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được cứu rỗi. Bất cứ ai ước ao được Cha Trời Giê-xu cứu rỗi thì hãy mau mắn tâm sự với Ngài, học hỏi cùng Ngài, thực thi theo những điều Ngài dạy bảo. Và đương nhiên, hãy copy hình ảnh này giữ trong nhà, giữ nơi sở làm mình, cũng như đem theo trong mình khi mà có dịp đi đây đó. Bởi vì hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu, hình ảnh này có phép lạ của Ngài đi chung với chúng ta, với hình ảnh này để bảo vệ chúng ta mọi nơi, mọi lúc và trong mọi nghịch cảnh. Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn thông báo phần sấm lệnh này cho Roma, Giáo hoàng Công giáo được biết gấp. Tất cả các nhà thờ Công giáo, các nhà thờ Tin lành, hãy mau mắn để hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu nơi trang nghiêm trong nhà thờ gấp. Và luôn luôn phải để đó. Đó là sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu ban bố như thế. Và đồng thời, tất cả những tôn giáo làm lành lãnh dữ, hãy mau mắn làm như thế. Bởi vì chính Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta vào thời mạt kiếp của nhân loại đang xảy ra. Chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta và đem chúng ta lên sống chung với thế giới thiên loại. Y sư Thánh Giống, Minh Vương Việt Nam, Vua Việt Nam là chính tôi đây. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã đến với tôi năm 2009
cuối năm 2009 và ngài ra lệnh bảo tôi nhận ngôi Minh Vương Việt Nam, ngôi vua Việt Nam để làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam và đồng thời kêu gọi đồng bào Việt Nam cùng nhau đồng hành với tôi để làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Dẫu rằng tôi đã từ chối, không dám nhận lãnh và cũng không muốn nhận lãnh ngôi vua Việt Nam, bởi vì người Việt Nam thì cứng đầu, không ai nghe ai hết, ai cũng muốn làm lớn, cứng đầu hơn dân tộc Do Thái nhiều, đó là dân Việt Nam. Thế nhưng cha trời Thượng Đế Toàn Năng không cho phép tôi từ chối. Dẫu rằng tôi tìm cách từ chối nhiều lần, nhưng sau cùng ngài hiện ra và ngài ra lệnh bảo tôi phải nhận lãnh ngôi vua Việt Nam và chấp hành làm việc. Tôi không có quyền chọn lựa, bởi vì ai dám cả gan cãi lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Và tôi đã xin cha trời Thượng Đế Toàn Năng, sau khi miễn cưỡng nhận ngôi Minh Vương, ngôi vua Việt Nam mà ngài trao cho tôi, ngài đội lên đầu tôi. Và tôi xin ngài, tôi đặt điều kiện với ngài, tôi xin ngài cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam, ngôi vua của tôi mà ngài ban cho, ngài bắt tôi phải làm, ngài ra lệnh tôi phải làm vua Việt Nam. Và tôi xin ngài cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay đồng bào Việt Nam của chúng ta, để mỗi người chúng ta được quyền, được phép làm vua Việt Nam, làm vua phục vụ cho nhau, chứ không phải làm vua để chờ người khác phục vụ cho mình. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng tươi cười vui vẻ, ngài phán: được cho con, ta chấp nhận, bởi vì những gì con xin đẹp lòng ta và con quá khôn ngoan. Rồi Thượng Đế Toàn Năng cười, ngài cười, tôi cười với ngài, tôi vui vẻ trả lời. Tôi nói: thưa ngài, con thông minh chứ, bởi vì con là con cái của ngài, con là con của ngài mà. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng tươi cười, ngài phán một lần nữa: con làm như thế bởi vì chính cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta vào thời mạt kiếp của nhân loại đang xảy ra. Chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta và đem chúng ta lên sống chung với thế giới thiên loại. Y sư Thánh Giống, Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam là chính tôi đây. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã đến với tôi năm 2009, cuối năm 2009, và ngài ra lệnh bảo tôi
nhận ngôi Minh Vương Việt Nam, ngôi vua Việt Nam để làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam, và đồng thời kêu gọi đồng bào Việt Nam cùng nhau đồng hành với tôi để làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Dẫu rằng tôi đã từ chối, không dám nhận lãnh và cũng không muốn nhận lãnh ngôi vua Việt Nam, bởi vì người Việt Nam thì cứng đầu, không ai nghe ai hết, ai cũng muốn làm lớn, cứng đầu hơn dân tộc Do Thái nhiều, đó là dân Việt Nam. Thế nhưng cha trời Thượng Đế Toàn Năng không cho phép tôi từ chối. Dẫu rằng tôi tìm cách từ chối nhiều lần, nhưng sau cùng Ngài hiện ra và Ngài ra lệnh bảo tôi phải nhận lãnh ngôi vua Việt Nam và chấp hành làm việc. Tôi không có quyền chọn lựa, bởi vì ai dám cả gan cãi lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Và tôi đã xin cha trời Thượng Đế Toàn Năng, sau khi miễn cưỡng nhận ngôi Minh Vương, ngôi vua Việt Nam mà Ngài trao cho tôi, Ngài đội lên đầu tôi. Và tôi xin Ngài, tôi đặt điều kiện với Ngài, tôi xin Ngài cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam, ngôi vua của tôi mà Ngài ban cho, Ngài bắt tôi phải làm, Ngài ra lệnh tôi phải làm vua Việt Nam. Và tôi xin Ngài cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay đồng bào Việt Nam của chúng ta, để mỗi người chúng ta được quyền, được phép làm vua Việt Nam, làm vua phục vụ cho nhau, chứ không phải làm vua để chờ người khác phục vụ cho mình. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng tươi cười vui vẻ, Ngài phán: được cho con, ta chấp nhận, bởi vì những gì con xin đẹp lòng ta, và con quá khôn ngoan. Rồi Thượng Đế Toàn Năng cười, Ngài cười, tôi cười với Ngài, tôi vui vẻ trả lời. Tôi nói: thưa Ngài, con thông minh chứ, bởi vì con là con cái của Ngài, con là con của Ngài mà. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng tươi cười, Ngài phán một lần nữa: con quá khôn ngoan, quá khôn ngoan. Vì thế, thưa đồng bào thương mến, tôi trang trọng trao ngôi vua Việt Nam, vua phục vụ, đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm vua, phục vụ cho nhau. Có nghĩa rằng là tất cả mỗi công việc chúng ta làm với tâm hồn tận tình, hết tấm lòng phục vụ cho người khác, phục vụ cho nhau, thì mỗi công việc đó của mỗi chúng ta đều giá trị như nhau trước mặt Thượng Đế và trước mặt lương tâm chúng ta. Bởi vì chúng ta làm việc với tinh thần phục vụ và hết, với hết cái tấm lòng chân tình của mình,
để phục vụ tha nhân, phục vụ cho người khác, thì chúng ta là những ông vua phục vụ cho nhau. Đó mới thực sự là vua. Vì thế từ nay trở về sau, quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, quý em, quý cháu, đừng có so đo việc lớn, việc nhỏ gì nữa cả. Bởi vì tất cả, mỗi công việc tốt lành làm việc với tâm hồn chân tình, hết lòng phục vụ cho nhau, thì giá trị mỗi công việc chúng ta đều như nhau, đều giá trị, đều phải nói là tuyệt vời trước mặt Thượng Đế. Vì thế từ nay tới đừng có cạnh tranh việc lớn việc nhỏ, chức lớn chức nhỏ gì cả. Bởi vì ngôi vua của tôi trao tận tay cho mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta. Và tôi đã tuyên bố sự việc này từ năm 2010. Sau khi kỷ niệm đúng một năm ngày khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra. Và Ngài đã cho tôi biết những sấm lệnh mới. Và tôi đã xin Ngài cho tôi được trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tại mỗi đồng bào. Vì thế chúng ta cùng nhau làm vua phục vụ. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Hết cạnh tranh phải không? Riêng phần những ai còn thắc mắc thì chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để mà học hỏi. Cái khổ của con người bấy lâu nay, nhất là người Việt Nam chúng ta đó, khi đối diện với những phép lạ mà tôi vừa trình bày đó, thì chúng ta nhận diện bằng cặp mắt trần tục của con người, của thế giới nhân loại, thì làm sao chúng ta có thể thấy, có thể hiểu được. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu. Và hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trần Vong phía bên đây nè. Tôi cầu nguyện, tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện, có rất nhiều người ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ bên đây nè. My dear brother and sister, on August 29, 2009, the face of the Holy God Jesus Christ appeared in the sky of Orange County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker so you may see more detail. So this is the original color. And this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God is Jesus Christ. Appear in the sky, August 29, 2009, in the USA. And also August 29, 2009, Angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, 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 cast out from heaven, Angel Lucifer, troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here, right behind me when I holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now, when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister,
This is the original color. Now I'm going to turn this way. I make it darker so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven. Right here. Jig-jag the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here. And skull of Satan right here. Right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Jig-jag, jig-jag. Angel Lucifer, troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake. So that means they all way around you. Be careful because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. You see the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard. Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear also. See that? Learn something. You see that? Okay now, my dear brother and sister. Again. Face of Jesus right here. Right? That means this face right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky in Orange County, in the sky of Orange County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5. The Lion of Judah, my dear brother and sister, this is the Lion of Judah. The Father Lion protect the baby lion. The Father Lion protect two baby lions appear in the sky. Performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color. And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what is it look like, okay? First I show you the face of the Father Lion. This is the face of the Father Lion. You see, this is the nose and the mouth. And this is the eye right here. See the eye right here? It's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the Father Lion. And this is the leg of the Father Lion. Laid out, you know, comfortable, and look at you and me, look straight to the camera. This is the nose and the mouth, this is the eye, this is the head of the Father Lion, and this is the body of the Father Lion, and this is the leg of the Father Lion. Got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the Father Lion. The baby lion is you and me. The Father Lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, we'll talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion. This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here.
and one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg and the head over here. And this is the sun. This is the father lion and two baby lion flying across the sun. We capture August 29, 2010, exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky, so we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you. Because, my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this report today. Because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind. Because the Holy God, Jesus Christ, coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God Jesus Christ call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ teaching. So it's all in the Bible of the Holy God Jesus Christ. Remember that. Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appeared in the sky of Orange County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this. This is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion. And now this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth and teeth and everything always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven head. John 5:5 Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. And this one is the original color right here. See the open mouth? See the head and the eye too and everything? And also you see the angel over here too. Over here, angel, over here, like a dove right here. The Holy Spirit, the Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth, and everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. All of these important, wonderful images should, you know, you should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker, whatsoever.
you know, to remind that we been blessed and taken care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one is many soul burning at many thousand degree hot appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. It's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you, or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? See the face of Satan? And also this is tsunami warning. The water wave high mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth. An earthquake, tsunami happen and water wave high mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out. And only the Holy God, Jesus Christ, can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appear in the sky. And soon we warning. This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose, and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. Color darker, this is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water way high, mile up to the sky. Billion people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia. Southeast Asia, China, North Korea, Japan, this area will be war if Asia not repent as soon as possible. War will happen soon. Remember that. And this is the face of spirit of soldier. You see it? I'll show you exactly what it is. You see many helmet up here. And this is the eye. And this is the nose broken, the lip, the mouth broken, skin all burned by bomb and gun and TNT and you know. They dead, they die already, but their spirits, you know, never die. Right now they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. We'll be right back.
quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây đây, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, rộng quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, đuôi kìa. Wow. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2016 dương lịch. Y sư Trần Quang Đại một lần nữa thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi mau mắn chấp hành, đồng hành cùng chúng tôi để cùng nhau làm việc cứu nguy Việt Nam. Kính thưa đồng bào thương mến, và sau đây là cách tốt nhất và là cách duy nhất để cứu nguy Việt Nam chúng ta khỏi những bọn tư bản xanh và tư bản đỏ. Và đương nhiên trong đó có bọn Tàu Cộng, bọn Cộng sản và bọn tự do quá trớn, bọn đầu cơ tích trữ. Nói cho cùng, đó là những bọn đã và đang lo đông đầy những túi tham không đáy. Và đó là mầm móng của tội lỗi phát xuất từ lòng tham không đáy của con người. Kính thưa đồng bào thân mến, với tư cách là người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam thì chắc chắn chúng tôi phải có những phương pháp, kế sách, đề án để làm việc cứu nguy Việt Nam. Kính thưa đồng bào, tất cả những phương tiện đặc biệt mà chúng ta cần phải có để làm việc thì hiện tại chúng ta đã có rồi. Ơn trên thế giới, thiên loại là thế giới ơn trên, đã ban cho chúng ta quá đầy đủ phương tiện để làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta. Và nói chung là để phụ giúp làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Kính thưa đồng bào thương mến, có tầng, có giới, có khoa, có nhân loại, có súc sinh, có ác quỷ thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại. Và rằng thế giới thiên loại là thế giới mới có thể ban cho chúng sinh và càn khôn có sự sống. Vì thế chúng ta không thể chối bỏ thế giới thiên loại
Bởi vì nếu không có thế giới thiên loại thì chẳng bao giờ có sự sống. Đối với thế giới nhân loại và thế giới súc sinh, cũng như đối với thế giới ác quỷ. Kính thưa đồng bào thương mến, chúng ta đã dùng hầu hết, kể như phải nói là tất cả những phương pháp, phương cách của thế giới nhân loại để làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Thế nhưng vào thời mạt kiếp, thời hạn chót, đối với sự sống của nhân loại ở quả địa cầu, chúng ta đã bó tay trước những quyền lực vô cùng hung hăng, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, hung dữ của những bọn lo đong đầy những túi tham không đấy. Để rồi chúng ta cùng nhân loại đang ở đoạn cuối đường hầm và không có ánh sáng. Cuối đường hầm quỷ diệt và chúng ta không có lối thoát. Kính thưa đồng bào thương mến, chúng ta dùng phương thức gì, phương cách gì, phương tiện gì để làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta? Kính thưa đồng bào, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta những phép lạ để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Đã là con người thì ngay cả những kẻ ác, có những lúc chính họ cũng phải thiết tha với sự sống đời đời kiếp kiếp sau này. Đã là con người thì có những lúc những kẻ hung dữ ác độc cũng phải khiếp sợ trước những biến chuyển thiên nhiên. Nói cho cùng, những sự gian xảo dối trá của thế giới nhân loại không thể qua mặt thế giới thiên loại, bởi vì thế giới thiên loại biết tất cả những gì chúng ta toan tính và trước khi chúng ta thực hành những toan tính ác độc thì thế giới thiên loại đã biết trước. Bởi vì thần khí của thế giới thiên loại luôn luôn luân lưu trong cơ thể chúng ta qua oxygen ở trong bản thể của chúng ta. Vì thế sự hiểu biết của chúng ta là con người, là thế giới nhân loại không thể nào qua mặt được thế giới thiên loại. Kính thưa đồng bào quý mến, những toan tính của thế giới nhân loại đã đến lúc cần phải đối diện với những việc làm thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà nhân loại chúng ta còn có thể làm được, khi mà chúng ta đang có những cơ hội tốt nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế đối với thế giới nhân loại. Có nghĩa rằng là thời dung biểu của thế giới nhân loại sẽ chấm dứt trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì cơ trời đang chuyển để giúp thế giới nhân loại tiến hóa ngõ hầu. Nhờ đó mà thế giới nhân loại chúng ta mới có thể sống được cùng thế giới thiên loại thật là tuyệt vời và tồn tại cùng
cùng càn khôn mãi mãi. Kính thưa đồng bào thân mến, những phép lạ hiện ra trên mây mà tôi đã tường trình, những phép lạ mà người Việt Nam chúng ta đã được nhận lãnh trong lúc cầu nguyện nơi công cộng, những phép lạ đã hiện ra trên mây được thể hiện bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Những phép lạ này thế giới nhân loại và thế giới ác quỷ chắc chắn sẽ không bao giờ làm được những phép lạ này. Những phép lạ mà đã hiện ra trên mây, thực thi bởi quyền năng của thế giới thiên loại. Những phép lạ này nhắc nhở cho nhân loại chúng ta được biết là cơ trời đang chuyển, và Cha Trời Giê-xu đại diện cao cả nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ, cũng như Ngài sẽ đặt nền tảng thành Jerusalem mới từ thiên đàng xuống quả địa cầu để tiếp tục làm việc cứu rỗi chúng ta. Kính thưa đồng bào quý mến, khoa học ngày hôm nay tiến bộ, có thể nghiên cứu và nhận thức được đây là những phép lạ của thế giới siêu nhiên cao hơn thế giới nhân loại làm việc, thì mới có thể tác tạo được những hình ảnh vô cùng vĩ đại, kết tụ bởi những áng mây kiết tường và đã hiện ra trên nền trời ở tại California 92683 USA. Kính thưa đồng bào thân mến, rồi một ngày nào đó nhân loại sẽ cùng nhau học hỏi về những phép lạ này, bởi vì nhân loại không có một chọn lựa nào khác ngõ hầu để được cứu rỗi. Vì thế nhân loại sẽ từ từ lần lượt, và cách tốt nhất là mau mắn và gấp rút học hỏi về những phép lạ này để cùng nhau đi đến kết luận là hãy cùng nhau làm việc lập công chuộc tội khi mà nhân loại chúng ta còn có cơ hội. Kính thưa đồng bào thân mến, lập công chuộc tội bằng cách nào? Lập công chuộc tội bằng cách là ăn năn sám hối, thông báo những tin mừng và những phép lạ này và những sấm lệnh này đến cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp. Và hiện tại chúng ta có trên 7 tỷ người cần được biết về những phép lạ này và những sấm lệnh vô cùng quan trọng này. Và đó là cách lập công chuộc tội tốt nhất và là cách duy nhất mà nhân loại chúng ta nhờ đó nhiều đồng bào nhân loại chúng ta sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa đồng bào thân mến, những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch lại nhiều ngôn ngữ rồi mau mắn chuyển đến cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp, bởi vì thời giờ của chúng ta sắp hết rồi. Có nghĩa rằng là cơ trời dồn dập sẽ chuyển biến chuyển trong những ngày tháng năm sắp tới, sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại cũng giống như Ngài đã từng làm trong quá khứ. Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại. Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại.
sẽ có một số quốc gia trên quả địa cầu sẽ được di dịch đi nơi khác trong quả địa cầu. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có đói khát khắp quả địa cầu. Là bởi vì khi Thượng Đế nắng quả địa cầu, khi Thượng Đế nắng quả địa cầu thì động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây thì cơn đói khát sẽ xảy ra. Và lý do tại sao Ngài nắng quả địa cầu lại là bởi vì đây là một trong những cách làm để Ngài ngăn chặn chiến tranh nguyên tử mà con người, một số kẻ giàu có, quyền thế đã và đang toan tính cho chiến tranh nguyên tử xảy ra để giết chết hầu hết nhân loại và chỉ giữ lại một thiểu số giàu có, quyền thế sống sót trên quả địa cầu, mà chính họ đã và đang xây những công sự kiên cố dưới lòng đất, dưới chân núi để chuẩn bị gây chiến tranh nguyên tử. Thế nhưng Thượng Đế toàn năng sẽ không để sự việc đó xảy ra. Đó là lý do Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại. Cộng với những lý do mà Ngài cần phải làm như thế là bởi vì nhân loại đã làm ô nhiễm quả địa cầu quá nhiều. Nào là phung phí của thiên nhiên, nào là gây ra biết bao nhiêu hơi độc do sự cẩu thả và ích kỷ và sự bừa bãi của con người gây ra, nào là làm những việc gây hại đến thiên nhiên quả địa cầu, nào là đập vô chứng cớ, vô lý đập để mà gây xáo trộn đời sống của con người, nào là phung phí của thiên nhiên, nào là tác tạo ra những vũ khí gây ảnh hưởng tới môi trường của quả địa cầu, nào là tội ác của nhân loại gây ra ở thế giới siêu nhiên bị ảnh hưởng xấu. Tất cả những sự việc tai hại đó cộng lại với sự kết luận u mê của một số kẻ giàu có, quyền thế, hung dữ, ác độc, độc tài, muốn gây chiến tranh nguyên tử để giết chết hầu hết nhân loại, và họ chỉ muốn chừa lại một thiểu số giàu có, quyền thế, mà họ đã và đang xây những công sự kiên cố để mà bảo vệ cho họ và gia đình họ. Thế nhưng những việc làm đó đã nghịch lại ý của Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắng quả địa cầu lại để dạy dỗ cho nhân loại nói chung, và để đặc biệt dạy dỗ cho những kẻ giàu có, hung dữ, quyền thế, độc tài, ác độc, tham nhũng, kiêu ngạo bấy lâu nay. Tất cả nhân loại cần được biết về những phép lạ này và những sấm lệnh quan trọng vào thời bậc nhất này cho đến ngày tận thế của con người. Vì thế, đồng bào mau mắn đồng hành với chúng tôi, copy những hình ảnh này và những sấm lệnh này, thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp. Đó là việc làm tốt nhất
và là việc làm duy nhất để chúng ta lập công chuộc tội vào thời mạt kiếp của con người đang xảy ra. Kính thưa đồng bào thân mến, đó là sự việc nói chung, và giờ đây chúng ta đi vào công việc riêng của người Việt Nam chúng ta. Đối với đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta, là chúng ta mau mắn copy những hình ảnh phép lạ mà tôi đã trình bày, và sấm lệnh này mau mắn phân phát cho đồng bào Việt Nam ở trong nước được biết gấp, từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, ở mọi ngõ ngách, đường xá, hẻm hóc gì đó. Tất cả mọi nơi, mọi người trong nước Việt Nam cần được biết gấp và cần được có hình ảnh phép lạ của Cha Trời Giê-xu tỏ hiện ra trên mây, cũng như cần được có hình ảnh phép lạ của triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây, cũng như cần được có hình ảnh phép lạ của ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra trên mây. Hình ảnh phép lạ Cha Trời Giê-xu cần được để ở trong nhà của chúng ta, và cũng như để nơi sở làm của chúng ta, và cũng như mỗi lần chúng ta di chuyển đi đâu, đi xa, đi đâu đó cũng cần đem theo hình ảnh của Cha Trời Giê-xu. Bởi vì hình ảnh này có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và bảo vệ gia đình chúng ta. Đặc biệt, đây là sấm lệnh ban cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tại sao tôi nói sấm lệnh ban cho? Là bởi vì đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Vì thế, các người, quý vị hãy mau mắn chấp hành. Đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta ban cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đó là các người mau mắn vào trang website facegodjesuschrist.com, copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong, hồn tử sĩ, và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng kết tụ bởi thần khí oxygen của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Ba hình ảnh này cần có trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta, và đồng thời ôm ba hình ảnh này ra đường cầu nguyện, ăn năn sám hối và yêu cầu, cũng như ra lệnh và yêu cầu những kẻ đã âm mưu cướp nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay là hãy mau mắn rời khỏi Việt Nam. Trong đó có bọn Trung Cộng, và trong đó có bọn Tư Bản Đỏ và Tư Bản Xanh. Hãy mau mắn ăn năn sám hối và cút ra khỏi Việt Nam. Tức là những cái đó cần phải ra khỏi đất nước Việt Nam. Hoặc là muốn ở lại là phải có sự thành tâm, sám hối và kính nể đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đương nhiên, những cái đó phải trao trả biển và đất của Việt Nam, trở về Việt Nam chúng ta. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta cần làm như thế, và đây là cách duy nhất để chúng ta lấy đất lấy biển lại, và đồng thời để chúng ta lấy lại danh dự của người Việt Nam chúng ta. Và đồng thời đây cũng là cách tốt nhất để nhắc nhở cho cộng đồng thế giới, nhất là những kẻ ác
đã và đang cống xé hành hạ dân tộc Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Những cái đó, đây là cách tốt nhất để họ có dịp ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, cũng như bao nhiêu người khác trên quả địa cầu cần ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đó là mau mắn sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu, cũng như thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Kính thưa đồng bào thượng mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam hãy mau mắn chấp hành gấp và đồng thời thu xếp cùng đồng bào ruột thịt Việt Nam chúng ta ở trong nước mau mắn đón rước tôi về Việt Nam làm việc. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta có hai trọng trách quan trọng vào thời mạt kiếp này. Hai trọng trách này đã được Thượng Đế Toàn Năng thương xót và đặc biệt ưu ái chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta làm gương trước. Đó là chấp hành, thực thi những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại mà tôi đã trình bày. Đó là công việc quan trọng nhất của con người kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Công việc thứ hai cũng tương đối song song quan trọng với công việc thứ nhất. Đó là chúng ta có bổn phận cứu Việt Nam chúng ta bằng cách là chúng ta hãy làm gương trước, là cùng nhau chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế đã ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là mau mắn copy những hình ảnh phép lạ mà tôi vừa trình bày ra đường cầu nguyện, kêu gọi nhân loại sám hối và đồng thời kêu gọi thế giới cộng sản giải tán khẩn cấp. Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mau mắn chấp hành. Những ai chậm trễ hoặc coi thường sấm lệnh này thì chắc chắn sau khi chết, linh hồn của những kẻ đó sẽ bị nhốt chung với nhau và đương nhiên sẽ vô cùng sầu khổ, bởi vì những người vô trách nhiệm và những người khinh thường sấm lệnh của Thượng Đế sẽ bị nhốt chung với nhau và sẽ bị nhốt chung với những kẻ giàu có, quyền thế, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, hung dữ, thì thật là vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, chán nản, đau buồn khi mà linh hồn của các người sống chung với những kẻ đó. Chưa hết, có thể các người sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt chung với bọn quỷ Satan. Lý do tại sao Thượng Đế bảo tôi nhắc nhở điều này là bởi vì quyền chức của các người cao mà các người lại khinh thường sấm lệnh của Thượng Đế thì tội của các người càng nặng. Không một ai chạy khỏi lưới trời. Ông bà tổ tiên chúng ta dạy rất
tường tận và rõ ràng. Ông bà tổ tiên chúng ta có đạo lâu lắm rồi. Ông bà tổ tiên chúng ta thờ ông trời lớn lắm, đứng tạo hóa đó, ông trời lớn vĩ đại. Vì thế ông bà tổ tiên chúng ta đã lập những bàn thiên giữa trời để mà cầu nguyện và van xin cầu khẩn với ông trời mỗi khi cần thiết. Vì thế chúng ta đừng có nghĩ rằng tổ tiên Việt Nam chúng ta là những người vô đạo. Tất cả các tôn giáo làm lành lánh dữ trên quả địa cầu đều xuất phát từ tổ trời, tức là từ ông trời mà ra. Và kính thưa đồng bào thân mến, lần lượt tôi sẽ trình bày về những sấm lệnh lặp đi lặp lại. Tôi trình bày rất nhiều lần, nhắc nhở rất nhiều lần về những sấm lệnh mới nhất và quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới con người, thế giới nhân loại. Tôi đã trình bày rất nhiều lần, thế nhưng hầu như nước đổ đầu vịt. Bởi vì với sự nhận diện của con người kiêu ngạo, với cặp mắt trần tục của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được những hình ảnh phép lạ mà thế giới thiên loại của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho và đã tỏ ra trên mây rất rõ ràng để nhắc nhở cũng như cảnh báo và hướng dẫn nhân loại là mau mắn, hãy ăn năn sám hối gấp. Kính thưa đồng bào thượng mến, những ai biết nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy mau mắn thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp. Những kẻ giàu có hung dữ ác độc, hay là những kẻ giàu có tự cho ra rằng mình là những người lương thiện cũng thế, hãy mau mắn copy hình ảnh cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, rồi phân phát cho đồng bào bá tánh nhân loại ở khắp mọi nơi được có và được biết gấp. Và những kẻ quyền thế, băng đảng chính trị và những người lãnh đạo các tôn giáo làm lành lãnh dữ, cũng như giới truyền thông, truyền hình, báo chí, hãy mau mắn nhập cuộc, dùng thời giờ quý báu và phương tiện sẵn có của mình để cùng nhau đồng hành với tôi thông báo về những phép lạ này, cũng như thông báo về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và sấm lệnh này quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Và đương nhiên, một lần nữa tôi cũng sẽ lần lượt nhắc nhở về những sấm lệnh mà tất cả mỗi người trên quả địa cầu cần được biết gấp. Và trước tiên, bây giờ chúng ta hãy mau mắn học hỏi về những phép lạ của cha trời Giê-xu cho tỏ hiện ra trên mây theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã được nhận lãnh trước, và người Việt Nam chúng ta có bổn phận phân phát kho tàng vĩ đại này, đó là hình ảnh phép lạ cha trời Giê-xu, cũng như những hình ảnh phép lạ mà cha trời Giê-xu đã cho hiện ra trên mây, cũng như những sấm lệnh mới nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của con người đang đối diện. Chúng ta cần phân phát kho tàng này
cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Y sư Thánh Giống chúng tôi, chính đây là Minh Vương Việt Nam và là vua Việt Nam. Ngôi vua Việt Nam mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã trao cho tôi và ra lệnh bảo tôi nhận lãnh. Từ năm 2009, và tôi đã trang trọng xin phép cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho tôi trao ngôi vua Việt Nam của tôi, ngôi Minh Vương Việt Nam, đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để cùng nhau chúng ta làm vua, phục vụ cho nhau. Vì thế, tất cả chúng ta đều được quyền làm vua Việt Nam, làm Minh Vương Việt Nam, làm vua phục vụ, làm Minh Vương phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho người khác. Chứ không phải làm vua để chờ người khác phục vụ cho mình. Vua phục vụ, ngôi Minh Vương của tôi, ngôi vua Việt Nam là vua phục vụ mà Thượng Đế đã ban cho và bảo tôi lãnh nhận và không được từ chối. Vì Ngài đã chọn như thế và Ngài đã ra lệnh như thế, thành ra tôi không dám cãi lệnh Ngài. Dẫu rằng tôi đã so đo và tôi đã van xin Ngài xin chọn người khác, bởi vì công việc này mệt mỏi lắm. Thế nhưng Ngài không cho phép tôi từ chối. Đó là lý do tại sao tôi cần phải nhận lãnh ngôi vua Việt Nam. Và tôi đã yêu cầu xin Ngài cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam của tôi do chính Ngài ban cho. Ngôi vua này tôi đã xin phép cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho tôi được trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay mỗi người Việt Nam chúng ta. Vì thế, từ đây sắp tới, đồng bào đừng bao giờ so đo việc lớn, việc nhỏ. Khi mà chúng ta cùng nhau làm công việc với khả năng của mình sẵn có, để cùng nhau đóng góp vào việc phục vụ cho nhau, phục vụ cho tha nhân, thì tất cả mỗi công việc của chúng ta với việc làm bằng cả một tấm lòng tận tình phục vụ, thì mỗi công việc tốt của chúng ta đóng góp đều giá trị như nhau, không thể so sánh việc lớn hay việc nhỏ nữa. Vì thế từ đẹp tới, đồng bào nhớ không có được so sánh việc lớn, việc nhỏ hoặc là hóng hách khi mà mình nhận được một công việc gì để làm việc phục vụ cho tha nhân. Đồng bào nên nhớ là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải phục vụ cho những người bần cùng, khốn khổ, thiếu thốn bấy nhiêu. Đó mới thực sự là vua phục vụ và là vua Việt Nam. Và là liên hệ tồn tại cùng vua của vũ trụ. Kính thưa đồng bào thương mến, có tầng, có giới, có khoa. Tôi thưa chuyện cùng đồng bào bởi quyền năng của thế giới thiên loại ban cho, để san sẻ và gửi đến cho đồng bào nhân loại, trong đó có đồng bào Việt Nam chúng ta, được biết trước. Vì thế đồng bào hãy tĩnh tâm nhận diện, chứ đừng có hồ đồ, vội vã nhận thức, nhận xét bằng tri thức, trí thức của nhân loại mà khinh thường những gì tôi đang nói và đã làm và đang làm. Đó là việc làm lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Và đồng thời
kêu gọi người Việt Nam chúng ta cùng nhau làm việc, góp phần cứu nguy nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bởi vì sự việc này hiển thực đã và đang xảy ra. Có những người nhận xét hồ đồ, bởi vì với sự nhận thức của cặp mắt trần tục nhân loại chúng ta thì không thể nào hiểu tới những gì tôi đang trình bày và chia sẻ. Ngoại trừ những người hiền hòa, bình thản, biết kính trọng thế giới, thiên loại trên hết, rồi kế đến nữa cùng lúc quý mến tất cả những gì xung quanh, thì mới có thể hiểu tường tận những gì mà tôi đang thư chuyện cùng đồng bào. Và kính thưa đồng bào thương mến, có tầng, có giới, có khoa. Thế giới nhân loại tiến bộ. 10 năm về trước chúng ta xài iPhone 1. Bây giờ là ngày 3 tháng 11 năm 2016 chúng ta bắt đầu xài iPhone 7. 100 năm về trước nói chuyện mà lên sao Hỏa, lên mặt trăng thì cái chuyện này không thể mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ thì nhân loại đã cho người tới mặt trăng và đã cho xe chạy trên sao Hỏa. Thế giới nhân loại tiến hóa thì tại sao thế giới thiên loại lại không tiến hóa? Thế giới thiên loại tiến hóa trước thế giới nhân loại. Con người chúng ta đặt chân tới mặt trăng được, con người chúng ta cho đổ bộ xe tới sao Hỏa được. Thế thì tại sao thế giới thiên loại không thể đến từ thiên đàng hay là từ một nơi nào đó đến quả địa cầu? Chắc chắn chuyện đó thế giới thiên loại đã làm và đang làm và sẽ làm. Chẳng qua là vì chúng ta tối ngày cứ dúi đầu vào những đống rác, tham sân si, lo đong đầy những túi tham không đáy của nhân loại chúng ta. Từ ngoài nhìn vào chúng ta thấy con người tối ngày chỉ dúi đầu vào những đống rác. Việc làm của chúng ta đó, làm mà làm nhiều quá đó, giống như chúng ta chui đầu vô những đống rác vậy. Make more money. Đây làm chi? Để đầu cơ tích trữ. Rồi vô tình hoặc cố ý gì không biết, tạo ra những công việc của chúng ta hàng ngày trở thành những đống rác. Vĩ đại phiền toái đó nha. Tất cả mọi người, cả thế giới, đàn ông đàn bà gì, làm việc cần cù, làm việc lắm. Nhưng mà chết rồi thì chẳng có đem được gì theo hết. Thậm chí ngay cả linh hồn mình cũng không được đi nhẹ nhàng nữa, mà có thể bị giam giữ ở đâu đó, bị thiêu đốt hoặc là bị nhốt ở đâu đó để ôn bài vở trước khi linh hồn được cứu xét, vân vân và vân vân. Làm chi khổ vậy? Thượng Đế đã đem tôi đến một nơi, một chỗ và cho tôi nhìn thấy đồng bào nhân loại đang đào xới trong những đống rác khổng lồ và khổng lồ. Những đống rác việc làm của nhân loại gây ra đó. Rốt cuộc lại tưởng sao? Tất cả đều là những đống rác do chính nhân loại gây ra. Đó là những việc làm bừa bãi, thừa thải của chúng ta bấy lâu nay, từ cổ chí kim, thế giới nhân loại. Và Thượng Đế bảo tôi nhắc nhở cho đồng bào nhân loại là hãy ngưng lại những việc làm gây ra những đống rác vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt do nhân loại gây ra bấy lâu nay, mà hãy mau mắn làm việc thông báo sấm lệnh và hình ảnh phép lạ của Cha Trời Giê-xu cho tất cả nhân loại được biết gấp
và đó là việc làm quan trọng nhất và là việc làm tốt nhất, và đồng thời đó là cơ hội và là việc làm tốt nhất để lập công chuộc tội. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành, đừng có so đo vu vơ mù mờ, mà hãy mau mắn học hỏi về những phép lạ này, đồng thời chấp hành gấp. Khoa học mà, khoa học nhân loại có đủ phương tiện để phân tích những hình ảnh phép lạ này là do thế giới thiên loại tác tạo ra, đã hiện ra trên mây, chứ không phải do khả năng, quyền năng của con người mà có thể tạo ra những hình ảnh vĩ đại hiện ra trên mây. Con người chúng ta, khoa học nhân loại chúng ta có thể giám sát và giảm nghiệm về những phép lạ này để có thể đưa đến chứng minh thật sự là những phép lạ này từ đâu mà ra, từ con người làm ra hay từ thế giới của quỷ làm ra, hay là từ thế giới những con vật làm ra, hay là từ thế giới thiên loại làm ra những phép lạ này. Phải học, phải nghiên cứu thì mới biết. Nhân loại đã nhận thức, đã học hỏi được những bài học quý giá vô cùng của thế giới thiên loại. Từ ngàn xưa, nhiều phép lạ, nhiều bài học giá trị sử sách có ghi, vân vân và vân vân. Thế thì tại sao những bài học vĩ đại mới của thế giới thiên loại, của tổ trời, của thượng đế ban cho nhân loại, mà nhân loại lại khép mình lại để che mắt, che linh hồn, không chịu học hỏi là sao? Phải chăng nhân loại chúng ta có những thói quen, thói hư tật xấu, tức là chỉ khư khư ôm những gì mình đã biết, còn những cái đang xảy ra, những cái mới của thế giới thiên loại thì chúng ta không muốn học hỏi? Mà trong khi đó thì bây giờ tôi xài iPhone 6 nha, trong cái xài iPhone 1, iPhone 2 nữa, xưa cũ rồi. Làm sao? Muốn xài, muốn dùng những gì mới? Ồ, mà xài của gì con người làm ra thôi. Còn những cái gì của thế giới cao hơn thì lại không muốn học hỏi, không muốn dùng tới. Nếu mà nhân loại chúng ta tiếp tục làm như thế thì nhân loại chúng ta tự mình giết mình, tự mình giam cầm mình và tự mình hủy diệt mình. Bởi vì càn khôn này tiến hóa đời đời kiếp kiếp không có bao giờ dậm chân một chỗ. Bằng chứng là trái đất lúc nào phải quay ngừng lại là chúng ta chết hết, tức là banh hết, không có gì mà gắn bó với nhau được hết. Cho tôi uống một vài hớp nước rồi coi xem Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi gửi đến đồng bào nhân loại những gì nữa sau này tiếp tới. Tiếp tục, đó là do sự quyết định của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Giờ đây tôi xin phép được take a break, cho tôi nghỉ chút xíu, uống vài hớp nước. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam kính chào, tạm biệt. My dear brother and sister, on August 29, 2009, the face of the Holy God Jesus Christ appear in the sky of On County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker so you may see more detail. So this is the original color, and this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God Jesus Christ appear in the sky August 29, 2009 in the USA. And also August 29, 2009, angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, zigzag, zigzag.
Get Out from Heaven, Angel Lucifer, Troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here. Right behind me, when I'm holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now, when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister, this is the original color. Now I go to turn this way. I make it darker so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven. Right here. Jig-jack, jig-jack the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here. And skull of Satan right here. Right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Jig-jack, jig-jack. Angel Lucifer, Troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake. So that means they all way around you. Be careful because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. You see the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard. Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear also. You see that? Learn something. You see that? Okay, now, my dear brother and sister, again, the face of Jesus right here, right? That means this face right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky in Orange County, in the sky of Orange County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5, the Lion of Judah. My dear brother and sister, this is the Lion of Judah, the father lion protect the baby lion, the father lion protect two baby lion appear in the sky. Performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color. And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what is it look like, okay? First I show you the face of the father lion. This is the face of the father lion. You see this in the nose and the mouth. And this is the eye right here. You see the eye right here? It's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. Laid out, you know,
comfortable and look at you and me, look straight to the camera. This is the nose and the mouth, this is the eye, this is the head of the father lion, and this is the body of the father lion, and this is the leg of the father lion. You got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the father lion. The baby lion is you and me. The father lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion. This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here. And one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg and the head over here. And this is the sun. This is the father lion and two baby lions flying across the sun. We capture August 29, 2010. Exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky, so we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you. Because my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this report today, because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind. Because the Holy God Jesus Christ coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God Jesus Christ call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ teaching. So it's all in the Bible of the Holy God Jesus Christ. Remember that. Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appeared in the sky of Orange County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this. This is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion. And now this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth and teeth and everything always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven head. John 5:5, Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. And this one is the original color right here.
see the open mouth, see the head and the eye too, and everything. And also you see the angel over here too. Over here, angel, over here. Like a dove right here. The Holy Spirit, the Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth, everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. All of these important, wonderful images should, you know, you should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker, whatsoever. You know, to remind that we been blessed and taken care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one is many souls burning at many thousand degree hot. Appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. It's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you, or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? See the face of Satan? And also this is tsunami warning. The water wave high mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth. An earthquake tsunami happen and water wave high mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out, and only the Holy God Jesus Christ can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appear in the sky and shooting me with warning. This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose, and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. Color darker, this is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water way high, mile up to the sky. Billion people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia, Southeast Asia, China, North Korea, Japan. This area will be war if Asia not repent as soon as possible. War will happen soon. Remember that. And this is the face of spirit of soldier. You see it? I'll show you exactly what it is.
She made a helmet up here. And this is the eye. And this is the nose. The nose broken. The lip, the mouth broken. Skin all burned by bomb and gun and TNT and, you know. They dead. They die already. But their spirits, you know, never die. Right now, they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. Thank you.
Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, con cổ nè. Ồ, cái đầu nè, con cổ là cái mình nè. Wow, đẹp quá, con rồng quá. Wow, thấy đầu rồng không? Con rồng không? Tuyệt. Quá đẹp luôn, wow. Đầu rồng nữa nè, thấy không, rồng nguyên rồng thấy không, mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu.
Thank you.